Hello mọi người, rồi lại là mình Vũ đó mọi người. Rồi và đến hẹn lại lên, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một cái series là tiếp tục đi lên rank cao thủ của mình mọi người ạ. Thì hôm nay ấy, mình sẽ lấy nick của người yêu mình. Hiện tại là nick của người yêu mình ấy đang là rank kim cương mọi người ạ. Đấy, thì cũng hay một cái là nick của mẹ gạo ấy, là nick người yêu mình ấy có một cái skin, đó chính là trang phục Kirito. Thì mọi người như cũng đã biết ấy, là cái trang phục Kirito này nó không ra mắt nữa. Và bây giờ cái trang phục này phải nói là cực kỳ hiếm nha. Vậy nên ai mà sở hữu cái trang phục này phải nói là rất là xịn sò ấy. Đó, thế nên ngày hôm nay nhân dịp là cái nick của mẹ gạo đang có là rank kim cương. Vậy nên là mình quyết định mình sẽ cầm cái con tướng Alan cùng với skin đấng Kirito và leo rank kim cương lên cao thủ để cho mọi người cùng xem. Và cái hành trình này mình cứ leo rank cao thủ cùng với con vị tướng Alan này không nhá. Rồi, và để không nói nhiều nữa thì bây giờ mình và cùng mọi người sẽ cùng đi với, đó chính là tóm tắt hành trình kim cương đi lên cao thủ cùng với Alan Kirito nhá. Rồi và đến ngay những cái trận đấu đầu tiên ấy, thì trận đấu này mình lại đi top và mình đối đầu với lại Vered nhá. Đó, và mình phải công nhận là hiện tại đang có một cái meta, mình không biết là cái meta này nó đã ra mắt lâu chưa, nhưng mà bây giờ mình mới bắt đầu chơi ấy. Đó là cái bổ trợ của con Alan bây giờ thay đổi mọi người ạ. Thường thì mọi người chơi Alan ấy sẽ mang tốc biến và lại bộc phá, thì hồi xưa mọi người biết rồi, toàn chơi tốc biến và bộc phá thôi. Thì mình không hiểu sao là cái bổ trợ vừa được thay thế đó chính là cái ngất ngư. Thì mình không biết là cái ngất ngư này nó được thay đổi từ khi nào, nhưng mà sau khi mà mình thấy những cái top 1, nói thẳng ra là những cái top ở trên ấy đấy mà người ta chơi ấy, thì mình cũng đã xài thử đó. Thì sau khi mà mình xài thử ở ngay cái trận đấu đầu tiên mà mình đang chơi ở rank kim cương này đấy mọi người, như thế thì mình thấy nó rất là hiệu quả nhá. Đấy, và kể từ sau cái trận này thì mình luôn cầm ngất ngư mang theo chơi mọi người ạ. Lâu lâu thì mình sẽ chuyển sang bộc phá hoặc là chuyển sang những cái khác, nhưng mình phải công nhận là cái ngất ngư này nó cực kỳ thích hợp dành cho con Alan này luôn ấy. Khả năng ngất ngư cùng với là cộng thêm combo chiêu một hất tung thì nó cực kỳ hợp luôn đấy. Và đương nhiên ở ngay trận đấu đầu tiên này mình đã có một trận đấu khá là xanh nha. Sau khi mình đối đầu với lại Vered ấy, thường thì khi mà chơi con Alan ấy, những cái vị tướng mà mình sợ thì nói thẳng ra là mình chỉ sợ ba con tướng duy nhất mà mình cực kỳ sợ khi mà đối đầu ở đường trên thôi. Đó là Yuka, Florentino và con tướng mà mình sợ nhất trong ba con tướng mình vừa kêu, đó chính là con Ryoma mọi người ở đấy. Ryoma phải nói là cực kỳ sợ luôn. Còn những cái vị tướng như là Yuka với lại Floor thì mình cũng không sợ cho lắm nha. Mình thì do là con Floor bị nép rồi, sợ thì chỉ sợ mỗi là mấy ông nào mà biết chơi Yuka và chơi Ryoma ấy, thì cái kèo đấy cực kỳ căng luôn. Đấy, cũng hay là ở những cái trận đấu này thì mình ít khi mình gặp á, mình toàn gặp những cái vị tướng như là con Vered đấy. Như trận đấu này thì mình gặp Vered này, và khả năng ngất ngư mình cũng nhận, cái ngất ngư nó cực kỳ khỏe đấy. Nó có choáng cộng thêm nó giảm giáp của tướng địch nữa đấy, vậy nên là sát thương của chúng ta sẽ cực kỳ to nha. Và đương nhiên ở ngay trận đấu đầu tiên mình đã có một trận đấu thắng nhá. Đấy, lúc này là mình chết nhưng không sao, lúc này mình chết thì mình vừa nãy mình cũng giết được tầm 3 mạng rồi đấy. Và trận đấu này mình đã có một trận win nó khá là dễ dàng nha. Rồi, và một hồi sau mình chơi thì mình đã lên thẳng đó chính là kim cương 1 nha mọi người. Tiếp tục chuyển sang trận đấu thứ hai. Trận đấu này mình không hiểu sao là mình lại đối đầu với lại bạn Karishi. Tên bạn pick tướng kiểu gì ấy. Và đương nhiên pick con tướng đi top mà cầm con pháp sư đi với Alan thì đơn giản là không có gì phải chơi cả. Pha này thì Butterfly lên ganh cũng ganh không được, mà mình chém còn bị chém hụt nữa cơ. Cũng hên cho bạn này ấy. Đương nhiên là những lần sau đấy làm sao mà Karishi có thể có bắt được của mình mọi người. Đấy, mình sử dụng ngất ngư, mình cũng nhận cái ngất ngư nó hợp thật. Ngất ngư nó làm choáng xong đủ gây sát thương nữa ấy. Đấy, bởi vì cầm chất tướng pháp sư mà không thể nào ăn được, thế nên là anh ta bắt đầu gọi Butterfly ganh khá nhiều, nhưng không sao. Cầm rừng ganh thì tầm này không sợ mọi người ạ. Mặc dù là Bijan chết nhưng không sao nhá. Vợ thì làm sao ăn được chồng đúng không? Đấy, chất tướng Butter thì không bao giờ ăn lại con Alan nhá, 100% cho bạn nào chưa biết nhá. Rồi, mặc dù là mình ăn nhiều mạng ấy, nhưng mà combat tem mình vẫn bị lép vế hơn tem bạn một chút, do là tem bạn có nhiều sát thương ấy, với lại khả năng pháp sư cấu rỉa khá là cao. Nhưng không sao, mặc dù tem mình vẫn bị thua ở ngay những cái pha combat đầu game ấy, nhưng mà cuối game thì tem mình sẽ có lợi thế và cực kỳ mạnh hơn nha. Đấy, đến phút thứ 15 rồi. Cũng may là mình tiếp cận được Butterfly đây này. Nhưng mà không giết được bạn Butter thì tem bạn khá là đông. Hên, may là mình vẫn giết được á. Rồi, và sau khi Butterfly và cả Toro chết thì tầm này bây giờ mình lao lên mình ép trụ thôi mọi người.
sau pha không ép được trụ vừa nãy thì bây giờ lại tiếp tục đi lên đẩy ép ở đường top. Tầm này Toro tanker hay gì mình vẫn bắt được nha. Butterfly tới bắt mình nhưng hơi đen. Mình đã bảo rồi, vợ thì làm sao đánh được chồng đúng không? Đấy. Và sau khi ăn con Shiza xong, giết được cả mạng của Toro và Butterfly, tên bạn chẳng còn có tanker nào để mà đỡ đòn nhá, à để cho AD được bắn đấy. Đấy, tầm này tanker hết rồi. Thì bây giờ chơi game kiểu gì nữa, cầm KDC đi top thì thôi. Mình xin nhảy game này chứ còn gì mọi người. Và một trận đấu lại tiếp tục. Cũng gọi là dễ đấy. Tầm về lết là tên mình chơi dư rồi. Rồi, và lúc này mình đã lên được kim cương 14 sao nhá. Trận đấu tiếp theo, mình lại gặp pháp sư. Mình không hiểu sao công nhận đánh rank kim cương ấy là người ta thích chơi con gì thì chơi nha. Đấy, trận đấu này mình lại gặp bên kia là Iggy đi top nha. Nhưng mà hơi đen là trận này Iggy công nhận là cấu rỉa khó chịu hơn KDC thật mọi người ạ. Mình muốn tiếp cận mà cũng không được, nó xài chiêu hai nó đẩy mình ra đấy. Nhưng mà cũng sao nha, tầm về sau thì mình có thể chơi được. Đấy, một lúc sau thì mình đứng đây mình rình này thì phát hiện anh ta đang đứng ở đây nhá. Mình có cất ngư mà nên là mình vẫn có thể combo mình giết được đấy. Sau khi anh ta đẩy nhưng mà đẩy không được bởi vì mình đang có cái miến nhiễm rồi, mình lao vô mình giết được mạng của Iggy nhá. Đó. Có Rat với lại có triệu chuyện đây, nhưng mà cũng hên là mình xài chiêu một kỳ và giết được luôn thêm cả mạng của Rat nha. Đấy, double kill khá là lời cho mình luôn. Lại tiếp diễn như trận vừa nãy. Đó, gặp pháp sư thì đi rồi. Cũng hên pha này là mình thấy Triệu Vân đang ăn con Shiza này, hơi đen cho bạn ấy, ăn Shiza vừa sắp xong lại tự nhiên gặp mình, mình giết luôn xong còn ăn được cả con Shiza nữa, khá là hời. Đấy, đương nhiên sau khi ăn Shiza xong mình thả ra này. Pha này cũng hên là mình ăn ti kịp. Đấy, mình có đủ lượng giáp và mình giết được mạng của Rat luôn nhá. Một pha ao nhay quá đẹp. À, đương nhiên ăn xong pha này thì mình quyết định mình lui nhá, cho đánh đấm gì nữa. Đấy, và tới phút thứ 10 ấy, lúc này tem mình đã đẩy khá là cao rồi mọi người thấy không? Và pha này không hiểu sao Yudu không chịu đép trụ nha mà lại ra giết mình ấy. Giết mình xong thì thua luôn. Khá là khó hiểu dành cho bạn Yudu này, nhưng thôi không sao. Vẫn là một trận đấu huy tiếp cho mình. Và mình đã lên thẳng được đó là rank tiên anh 5, chỉ sau vỏn vẹn đâu đó là hơn 2 ngày. Ừ, 2 ngày là mình lên rank tiên anh mọi người ạ. Rồi, đến với trận đấu kế tiếp thì trận đấu này mình tiếp tục chuyển sang solo với lại Omen. Và đây là một trận đấu phải nói là cực kỳ mãn nhãn để cho những bạn nào yêu thích gọi là solo 1-1. Đấy, hai vị tướng, hai người đàn ông solo như đúng hai người đàn ông luôn. Nhưng mà hơi đen. Mà mình không biết sao nhưng mà chất tướng của con Ellen nó sẽ hơn con Omen nha mọi người. Nếu mà nói về khả năng solo ấy thì mình cảm thấy là Ellen lúc nào nó cũng trên kèo một chút so với Omen đấy mọi người. Mình cảm thấy thế thật đấy. Dù biết là con Omen có khả năng chiêu 2 nhưng mà với một con tướng mà có tận 3 sát thương thế này thì làm sao Omen có thể chơi nổi đúng không? Và đương nhiên rồi, những lần solo sau đấy thì mình hầu như là mình đều ăn thắng với lại Omen thôi. Đó, lúc sau thì Ngộ Không cũng phải xuống dưới và hỗ trợ cho Omen nhá. Nhưng hơi đen là mình vẫn ao nhây, mình lui về được mà không hiểu sao pha này mình giết được mạng của Ngộ Không trong sau đấy mình vẫn về được nha mọi người. Đấy, khó hiểu thật sự. Trời ơi, phải nói là không hiểu sao pha này còn sống luôn. Rồi, và mới một con Ellen mà đăng xanh ở đầu game thì không có gì phải sợ cả. Đấy, lúc này là hơi xui mình nhấn ngất ngư không kịp nha. Đó, giờ chưa kịp chém thì bị Ellen, à đâu, bị con Aether chói rồi. Đương nhiên nhưng không sao cả, những lần sau đấy thì cứ tiếp cận vào chơi đây. Mặc dù bên kia có Aether nhưng mà chúng ta canh lúc mà Aether chói thằng nào đấy thì chúng ta vào chơi nha. Đó, tầm này mình thấy bây giờ mình cứ di chuyển thôi. Mình phá xong trụ to thì mình cứ di chuyển nhiều để hỗ trợ giúp team mọi người ạ. Violet thì cố chạy nhưng không sao. Tầm này chạy đằng trời, không có hết chiêu thì làm sao chạy được nữa đúng không? Đó, mặc dù là xanh nhưng mà tem mình ấy, tem mình vẫn bị có mắt thua nha. Do đường trên này vẫn bị hơi nát xíu ấy. Nhưng không sao, mình còn xanh là mình còn chơi được mọi người ạ. Đấy, nhưng hơi đen. Pha này giết được mạng của Violet sau thì mình cũng chết luôn nhá. Do tem bạn có khả năng hất tung ấy, KDC hất tung khó chịu quá. Rồi, lại tiếp tục, đến với phút thứ 1. Màn solo giữa hai người đàn ông lại tiếp tục xảy ra. Đấy, và mình nói rồi, solo này mình vẫn thắng nhá. Cái chất tướng ấy, mình cảm thấy cái chất tướng con Ellen nó khỏe mà. Rồi, tầm này thì mình đứng rình rồi. Vào chơi luôn nhá, mình không sợ. Mình có cái ngất ngư mà, đấy. Cái ngất ngư công nhận quan trọng thật. Nhờ cái choáng đấy mà mình ăn được mạng KDC luôn đấy. Đó, một lúc sau thì mình phát hiện Ngộ Không ở đây này. Mình tiếp cận, mình giết vào Ngộ Không nhá, mình ngất ngư nhá. Nhưng mà hơi đen là Aether tới kịp chói mình ấy, xong rồi cả tem bạn cũng tới kịp luôn nha. Mình cũng không làm được gì cả. Đấy, xong bây giờ tem mình mới bắt đầu tới kịp mọi người ạ. Nhưng mà sau khi tem mình tới kịp ấy thì combat khá là hơi lỗi ấy. Tem mình lao vô hơi nhanh, xong rồi Celica thì đứng ở trong một góc, không tới cái tầm bắn của Celica mọi người. Đấy, xong bắt đầu là Celica mới tới kịp. Nhưng mà lúc này thì Ngộ Không cũng tới rồi. Và một pha combat tem mình đã thua. Và đương nhiên trận đấu này đã bị thua pha combat khá là nhảm mọi người ạ. Nhưng mà thôi không sao cả, thua thì thua, không nên lý do nha.
Nhưng mà mặc dù thua thì mình vẫn đang ở rank tính 5 sao nhá. May là mình có MVP không bị trừ sao ấy. Rồi chuyển sang trận đấu tiếp theo. Quay mà trận này mình quên mất, mình quên quay ấy. Cũng hên là một lúc sau mình mới để ý, mình lại nhấn quay mọi người. Chứ không thôi trận này mình chơi mình lại quên quay mất đấy. Trận này thì team mình vẫn hơn team bạn nha. Trận này thì mình đối đầu với lại ông Ken bên kia. Đấy, vẫn gọi là một pha solo đẳng cấp. Gặp Ken thì mình không sợ cho lắm. Vẫn chơi được mọi người ạ. Đấy, trận này team mình có bắt hơn thẳng của team bạn nhá. Team bạn được cái là nhiều sát thủ ấy, nhưng hơi đen là có hai con tàn hình thì có lead deep. Team mình cũng nhận cũng khôn. Ông lead deep bên kia biết là bên kia pick Ken với lại ngủ không ấy thì pick hẳn con lead deep đi AD luôn mọi người ạ. Đó. Đấy, và tầm này à đâu, cầu lead deep đi đường nhá mọi người. Đấy, mà chắc chắn rồi, trận đấu này team mình đã win nhá. Rồi sau một hồi thì mình đã lên được team 42 sao nha mọi người. Rồi tiếp tục trở lại với trận đấu đi top. Và trận đấu này mình sẽ đối đầu với lại bạn Tara. Thật, trong tất cả các vị tướng mà mình solo công nhận là mình ngán với lại cái con Tara là thật. Đúng là con Ellen này nó sẽ chê tất cả các mấy con tướng đứa đòn hay là đấu sĩ như Arthur với lại Lữ Bố hay là mấy con, nói chung là mấy con tướng mà không cơ động ấy, con tướng mà không có lướt đồ ấy thì nó không sợ đâu. Nhưng mà con Tara này nó khá là trâu mọi người ạ. Mặc dù mình solo với nó nhưng mà nó trâu á, mình cứ đánh nó thì nó hồi máu nó cũng chạy về à. Vậy nên là tới 4 phút ấy, đấy, từ đầu game từ cuối game thì mình với anh ta cũng chẳng có gì hết, cũng chẳng có đánh nhau gì cả nhá. Mình thì lựa một cơ hội. Và lúc sau thì mình phá được cái trụ ấy thì mình di chuyển đấy, ăn được mạng của Alit này. Lúc sau thì mình chém, nhưng mà hơi đen là Slim tốc biến kịp. Đấy, mình không nhất được mạng ở Slim nhá. Không sao nhá, mặc dù ta ra châu nhưng mà được cái là tầm về lết thì mình vẫn khỏe hơn đấy. Mình lướt lên này, mình giết được mạng của Slim nha. Lui thôi. Đấy, đương nhiên rồi. Cũng may trận này là mình không xanh. Không xanh cũng không phế. Nhưng được cái may mắn là mình gặp Phoenix. Trận này mình phải công nhận là mình gặp Phoenix hay thật mọi người ạ. Đấy, lâu gặp có người gánh team cho mình ấy. Nói thẳng ra là bú hín mọi người ấy. Và mình gặp team mình gặp Phoenix đánh khá là hay nha. Phải đến với pha combat cuối cùng. Đấy mọi người thấy không, một pha ngất ngư với lại ulti của mình khá là đẹp. Mình ngất ngư choáng 3 người đấy. Thế nên là mình phải công nhận là cái ngất ngư này hiện tại đang rất là hot nha. Mình mong sao nó không bị giảm mọi người ạ. Chứ mình thấy công nhận con Ellen cầm cái ngất ngư này thì lỗi thật. Đấy, và sau cái trận đấu thắng đấy thì mình đã lên tiếp được, lên được team 3 nha. Khá là nhanh đúng không? Mình sẽ cố gắng tóm tắt nhanh nhất có thể nhá. Rồi, tiếp tục đến với trận đấu kế tiếp. Đấy, trận đối đầu mình sẽ đối đầu với lại Yuka này. Nhưng mà cũng may là trận này Yuka đánh cũng ghê ấy. Nói thẳng ra là Yuka trận này đánh cũng ổn đấy. Nhưng không sao, mình vẫn biết chất tướng của kèo Yuka đấy. Và lúc này là mình đang solo queue thắng với lại Yuka nha mọi người. Đấy, và mới với một con Ellen 3-1 kiểu này thì kiểu gì đó chắc chắn là sẽ gọi người lên ganh rồi. Nhưng hơi đen, gọi người ganh không được. Bởi vì là mình cũng có đường lên ganh kịp ấy. Đấy, và thừa thắng xong lên thôi. Đấy, mọi người cứ để ý là mỗi lần mình ăn đường top xong là mình di chuyển nhiều nhá. Mình thấy có nhiều bạn hay đi top là sẽ đi đẩy đúng một đường đấy. Kiểu đẩy liên tục để ép cho team bạn ấy, kiểu ép team bạn ấy. Còn mình thì mình ít như thế lắm. Hầu như là mình mà ăn xong đường top ấy là mình sẽ di chuyển để mình lấy lợi thế cho team mình ấy. Không sao nhá, mình còn cái ngất ngư mọi người ạ. Mà mình không cần sánh ngất ngư cơ. Không sánh ngất ngư mình giết cả cũng không. Nhưng mà mặc dù là đẩy pha đấy, lúc sau thì team mình có bắt thua mọi người ạ. Cũng may là mình làm được pha ao nhây, giết được mạng của Yuka với lại mạng của Violet nhá. Đấy, và rồi team mình đã thấy được cái pha đấy và khen mình khá là hay đấy. Có bắt trận này cũng khá là căng ấy. Đấy, đến với phút thứ 15, hai team bắt đầu tranh nhau con Xayah nhá. Thì mình nhân cơ hội đấy thì mình vào đây mình phá trụ mọi người ạ. Ngộ không cũng biết tới đét kịp nhưng mà hơi đen trong Ngộ không. Là Ngộ không lao vào trụ, lao vào chơi mình ấy. Mình ulti và mình ngất ngư được, mình giết được mạng của Ngộ không nhá. Mà đã thế team bạn còn xui còn không ăn được con Xayah nó còn bị cướp thôi. Đấy, và chắc chắn rồi. Thôi thì mình win lại cho team bạn đỡ đau khổ mọi người ơi. Rồi, và mình đã lên được team 22 sao nha. Chúng ta cùng đến với trên rank team 22. Trận này mình lại chuyển sang solo với lại Bright. Ôi, nói chung mình không biết sao nhưng mà mình mà cầm Ellen ấy, mình thích solo Bright lắm mọi người ạ. Do con Bright này đúng là trâu nha. Nhưng mà châu thì châu nhưng gặp con Ellen này đúng là nó hồi máu vãi trường đấy. Mọi người cùng xem pha này này, mọi người nghĩ là mình chết đúng không? Nhưng không, giết Ellen xong, à đâu, giết con Bright xong mà mình giết được cả Nagroth mọi người hiểu rồi. Đấy, và sau cái pha đấy thì anh ta cũng chẳng dám chơi gì mấy đâu. Nó thẳng ra là không dám lao vào mình luôn. Gặp bây giờ mà lao vào mình là chắc là cũng tới công chuyện luôn đấy. Đấy, thấy không? Mọi người thấy không? Đó, cho chém cả ngày luôn. Mỗi lần anh ta bất tử thì mình có hồi máu mà mình đâu cần phải sợ mấy. Đó, sau khi ăn được top xong thì mình lại tiếp tục di chuyển thôi. Đấy, di chuyển nhiều mọi người ạ, cố gắng di chuyển để lấy lợi thế cho team đấy. Do game này game đồng đội mà. Mình cũng đang cần chơi chuỗi thắng với lại cái series đeo cao thủ của mình mà. Nên chúng ta không nên chơi cá nhân mọi người ạ. Mặc dù mình đeo leo đơn ấy. Leo đơn nhưng vẫn cố gắng chơi nha.
Uầy, pha này thì tên bạn đông quá. Cũng hên pha này mình chết nhưng Yuka vẫn ăn được hai mạng của tên bạn nhá. Hên hên đấy. Rồi, đến với lần combat kế tiếp. Lúc này thì mình lao vô hơi sâu, bị tem bạn úp sọt và mình đã chết, không ăn ti kịp nha. Nhưng sao, mặc dù pha này mình chết đấy, nhưng mà tem mình vẫn combat thắng mọi người ạ. Chắc là do là tem bạn dồn hết sát thương vào người mình rồi. Mà cũng hơi đen là tem bạn Nagrod còn di chuyển lỗi ấy. Đấy, và đương nhiên trận đấu này tem mình đã thắng sau cái pha combat vừa nãy nhá. Rồi, và mình đã lên được tinh 2-3 sao nha mọi người. Đấy, chỉ vỏn vẹn đâu đó tầm 8-9 trận nữa mình lên cao thủ rồi. Rồi, đến với trận đấu chắc là mọi người mong chờ nhiều nhất. Đó là Allen. Florentino. Mà trận này không phải Florentino bình thường nhá. Ông này là một con Florentino bậc S. Mà còn tinh hệ nữa mà không biết có nghi yêu hay không. Đã bậc S tinh hệ mà còn có nghi yêu là chắc vãi nổi ấy. Pha này thì mình solo kill lại với anh ta nhá. Anh ta không tốc biến vào trụ mà là tốc biến ngược lại mọi người ạ. Đấy, đương nhiên tốc biến ngược thì mình xin nhẹ cái mạng còn gì nữa đúng không? Rồi, một lúc sau thì mình thấy Triệu Vân vào đây ăn con blue nha. Do mình thấy có cả floor nữa. Mình chờ rừng mình tới thì mình mới ăn được. Nhưng mà ăn chỉ được mỗi mạng của Triệu Vân thì mình cũng lui nha. Do là Nata cũng tới với lại Florentino đang có minh nhiễm ấy thì mình không chơi được. Nên mình quyết định mình lui pha này nhá. Nhưng mà mình không lui mọi người ơi. Lúc sau là mình trốn ở trong một cái đường bụi này đấy. Bởi vì nó đang mải đánh nhau với Didac ấy. Đó thì cũng may là mình lao vào đây. Nhờ ân tiểu của Didac mình ngất ngư xong rồi mình xài combo giết được mạng của Florentino nhá. Nhưng sau khi giết mạng Florentino xong thì Natalia có phải cay cú, không chịu khuất phục. Tóc biến lên tiếp cận mình. Mình tưởng mình né được nhưng không. Vẫn xài chiêu một chúng chết mình nha. Hơi đen pha này nhưng thôi không sao. Pha này mình vẫn lời, tem mình vẫn lời mọi người. Rồi lại tiếp tục đến với pha solo căng thẳng của mình với lại Florentino. Mình thấy anh ta đang ăn đây. Nhưng không sao, mình xài chiêu một lên. Anh ta anti thì mình cũng anti mọi người. Mình lấy lớp giáp, mình lui trở lại tí, mình chém. Nhưng lúc này là mình lui nha mọi người, mình không cần xài chiêu nha. Để anh ta có thể xài thả hoa. Đấy, lúc này là Florentino thả hoa hụt rồi mình lao lên mình chơi này. Nhưng mà cũng lui rồi, nhưng không sao. Tầm này mình lao lại chơi tiếp bởi vì pha hổ báo của anh ta đã lên tới một chí mạng sai lầm và mình đã thắng pha solo kill này. À, chơi là phải bình tĩnh thôi. Đấy, lại tiếp tục. Tầm này ăn xong trụ là mình chơi thôi mọi người. Đó, có ngất ngư mà. Thấy không? Đam mình to vãi chưởng, quẹt kiểu quạt như quạt chả. Rồi, pha này hơi đen nhá, mình ngất ngư nhưng mà mình mới tích được 2 stack, không hất tung được. Nếu mà chém thêm được phát nữa ăn được rồi đấy. Nhưng thôi, không ăn được mạng floor thì chúng ta đổi mạng của Nata thôi. Nhưng ăn mạng Nata xong thì mình cũng chết do 7 Guido nhá, vẫn lại có theo đát tới kịp nữa ấy. Đẩy trụ bạn mà thì chịu thôi. Rồi, nhưng mà không hiểu sao một lúc sau. Lúc này là mình với lại Kera đang ăn con Silla nha. Nhưng rồi tem bạn tới kịp. Đấy, và tem mình giết được mạng của Nata xong thì cũng chết hết. Đó, tem bạn còn ăn được cả con Silla luôn nha. Đấy, mình thì cũng không làm được gì cả. Cũng hên là mình vẫn chạy được cái pha này. Quên nhé. Và đến với pha ăn con tà thần thứ hai. Lúc này là mình cũng đang nghi ngờ con Nata mọi người. Nhưng không sao nha. Lúc này là tem mình bắt đầu ăn con Silla lần thứ hai này. Đấy, Kera lại tiếp tục vào hỗ trợ mình. Nhưng mà hình như là bị lộ tầm nhìn hay gì đấy. Lúc này là ăn gần xong rồi thì Nata lại tiếp tục vào mọi người ạ. Đấy, nhưng hơi đen là pha này Nata cướp được con Silla này luôn nha. Đấy, và mình chỉ giết được mạng của Nata thôi. Nhưng sau khi giết mạng của Nata xong thì tem mình cũng bị chết luôn. Và nhờ cái pha mà Nata ăn được con Silla này ấy, là tem mình bắt đầu bị thua ngay khúc này đấy mọi người đấy. Tem bạn bắt đầu combat lợi thế hơn và xanh hơn. Con Triệu Vân này bắt đầu có cái nội tại khá là khỏe rồi. Mình thì bị choáng này. Đấy, mình thì cố gắng mình chơi nhưng mà bây giờ mình mất cái anti rồi. Triệu Vân tới kịp và gõ chết được mình nha. Đó, Nata hiểu rất là khó chịu luôn đấy. Đương nhiên rồi, tới phút thứ 15 tên bạn còn ăn được cả con Silla nữa cơ. Nhưng sao cũng hên. Mà không hiểu sao ở pha combat thả Silla này tên bạn xảy ra nhưng mà di chuyển hơi lỗi nha. Mình thấy một lúc sau đánh chết con Triệu Vân với lại Natalia mà bây giờ tên bạn mới tới. Đấy, Hiru thì di chuyển lỗi để cho theo nát này bị mình bắt này. Đó, và sau khi mình giết được theo nát nhưng mà mình đã chết. Nhưng sao, sau khi mình chết xong thì cũng giết được 4 mạng của tên mình đã lời rồi. Đấy, cũng hên là nhờ cái pha tem bạn di chuyển lỗi pha đấy thì mình vẫn giết được nha. Lúc sau thì combat lại diễn ra tiếp. Triệu Vân di chuyển không hiểu sao mình ăn team mà lao đầu vào theo nát. Thì cũng may là nhờ Triệu Vân lao đầu vào theo nát thì mình tiếp cận được theo nát và giết được mạng của theo nát nha. Sau khi mà cái nói chung là đầu rắn mà mất thì coi như là mấy con đuôi rắn đi. Đấy, rắn cụt đuôi thì bây giờ rắn mất đầu thì bây giờ còn gì để đánh nữa. Đó, và một trận đấu lật kèo cho tem mình nhá. Ôi, cũng nhận căng thẳng thật sự luôn đấy. Rồi, và sau nhờ cái trận đấy thì cuối cùng mình đã lên được rank tinh 1. Và bây giờ mới làm những cái trận đấu thật sự của mình này. Và mình chỉ còn đâu đó 5 trận nữa mình sẽ lên cao thủ nha mọi người. Rồi, chúng mình sẽ cùng đến với trận đấu ở rank cao thủ. Thì trận này mình lại chuyển sang đi rừng nhá. Mình không hiểu sao mà ông Aoi bên kia, ông Aoi bên tên mình ấy lại thích đi top mọi người ạ. Đấy, thì thôi, người ta thích đi top thì mình quyết định mình nhường.
và mình đã thay đổi một cái lối trang bị kể từ khi mà mình lên mình chơi trận này. Cái trận này ấy, mọi người có thể thấy là mình lên đồ rừng không phải lên cung bạo tố hay là cái đồ đao như mọi người hay lên ấy. Mình lên cái đó chính là rìu Leviathan, gọi là đồ tanh ấy. Mình lên đồ dạng tanh ấy, thì mình phải công nhận là sau khi mình lên đồ tanh đấy, mình cực kỳ trâu mọi người ạ. Trâu cũng có mà đao cũng có nha. Mình thấy rất là gọi là hồi tụ ấy, tinh hoa hồi tụ rất là đầy đủ luôn. Đấy, và mình chơi trận này cực kỳ xanh luôn. Mọi người có thể thấy là lúc này mình hết máu nha, nhưng mình vẫn cực kỳ sung. Mình quay trở lại mình chơi vào đây luôn. Lúc này mình tưởng mình chết nhưng mà mình vẫn giết được mạng của Theonat xong mình mới chết nhá. Phải nói là cực kỳ trâu luôn á. Đấy, và tên bạn cay cú có thể có vẻ là cay cú ấy vào chơi mình, nhưng mà công nhận mình vẫn trâu. Lúc này là mình sau khi mình chết nhưng mà vẫn giết được Bright đi cùng nha. Đấy, vẫn tiến được Bright đi cùng nha mọi người. Ngon chưa? Rồi, và đương nhiên tầm này thì mình cứ lao vào mình chơi thôi, mình không có sợ nha. Do mình cảm thấy mình trâu ấy, xong rồi mình tự tin qua AoE đằng sau nữa. Đó, và với pha tự tin này, đương nhiên mình với AoE vẫn giết được mạng nha. Mình giết được mạng của Theonat này. Đó, mặc dù nói thì nói, nhưng mà bên kia có bộ đôi Aya với lại Bright đánh vẫn mệt, nhưng không sao. Bright Aya có mình vẫn chơi được mọi người ơi. Đấy, lúc này là có cả Ngộ Không tới kịp này. Nhưng mà Ngộ Không cũng chỉ giết được bên team mình 3 người, thêm mình nữa là 4. Tuyệt vời. À quên 3 người chứ. Nhưng không sao. Có mắt team mình vẫn lời. Team mình vẫn lời mọi người ạ. Đó, tầm này có Aya mà, Aya Bright mà mình đâu sợ đâu, mình vẫn lao vào mình chơi, mọi người thấy không, chấp trụ luôn rồi mọi người hiểu rồi. Mà trong khi là cái bộ đôi Aya là đang cực kỳ lỗi nha, và cực kỳ mạnh nha. Đó, không có mình là anh ta với lại Aya đấm khá khỏe. Nhưng mà khi có mình thì đi. Có mình thì đi mọi người ơi. Đó, có mình thì đi chơi gì tầm này. Rồi, cũng may một lúc sau là tem mình vẫn đét trụ kịp nha. Tem bạn khá là khôn ấy, sau khi mà mình chết xong ấy. Tem mình chết xong thì anh ta đẩy khá là nhanh luôn, đẩy nhanh cực kỳ luôn. Đấy, và đương nhiên tem mặt đẩy thì bây giờ tem mình đẩy lại thôi, đúng không? Mình lao vào mình chơi này. Tầm này một mình ăn đi thì làm sao được gì? Đó, lao vào đánh luôn gì nữa. Rồi. Nhưng mà win không được. Một lúc sau tem bạn lại hồi sinh. Bây giờ đến lượt tem mình lại chết mọi người ạ. Đấy, sau khi mình giết được mạng của Kai xong, mọi người nghĩ mình chết không? Không. Mình ao nhây, mình giết được mạng Ngộ Không, giết luôn cả mạng của Aya. Uầy, thề luôn, một pha phải nói cân ba mà team mình ai cũng nhìn. Và team mình khen hay. Mình nghĩ pha này mình giết được cả Bright cơ, nhưng hơi đen là Bright có ulti ấy. Bright không có ulti, mình giết luôn cả Bright rồi, thấy chưa? Đấy, trời ơi, team mình nhìn liền. Rồi, và chắc chắn rồi, với cái pha mà sau khi mình giết được ba bạn, team bạn cũng đẩy lên được ấy. Đấy, thì team mình ăn được con Shiza này và bây giờ win nhá. Aya, Bright thì cũng chỉ là TikTok mà thôi, đúng không? Và rồi, một trận đấu tiếp theo dành cho mình. Và kể từ cái trận đấu mà mình lên rìu đấy, bắt đầu mình thay đổi lại lối đồ mọi người ạ. Là bắt đầu mình lên, mặc dù mình không đi rừng nha, nhưng mà mình sẽ thay. Đó là những cái trận đấu này ấy, mình sẽ lên cái giáp. Giáp gì ạ? Gọi là giáp lửa mọi người ạ. Cái giáp Leviathan, cái giáp đốt máu ấy. Đấy, thì mình phải công nhận sau khi mình lên cái giáp đấy, đam vẫn to mà mọi người nhá. Đam vẫn to mà khả năng châu chó cũng rất là ok, với lại có khả năng đốt máu nữa. Vậy nên là kể từ khi mình lên cái rìu đấy, xong mình lên cái trang bị này, mình thấy rất là mạnh luôn, cực kỳ hay luôn. Thế nên là mình đã thay đổi cái loại trang bị. Và mọi người cùng xem pha này. Ui, mình cũng phải công nhận là cái pha này mình gặp ông Rat chỉ hay thật sự luôn. Lúc này là Rat là một pha cân 3 luôn nha mọi người. Mặc dù chết nhưng mà cân 3, cân 4 cũng phải gọi là đỉnh của chóp, không đùa đâu. Đấy. Đấy, đương nhiên tầm này thì mình cứ lao vào mình chơi thôi. Pha này mình anti hơi phí nhá, nhưng không sao, mặc dù anti hơi phí nhưng vẫn giết được, vẫn khỏe, không có gì phải chờ cả. Lao chơi luôn chứ còn gì. Mình lên cái giáp, công nhận mình lên cái giáp mình trâu ấy. Có kèn đấy nhưng mình cũng sợ nhá. Có kèn đấy mình vẫn vào mình chơi. Có Batman chứ, nói Batman đi, đang chơi trang phục Batman thì mình sẽ kêu Batman. Đó, anh ta ráng về. Nhưng mà về được thì Batman ở lại, thế thôi. Rồi, mặc dù là team mình ăn đấy, mình xanh đấy, nhưng con mắt team mình vẫn thua mọi người ạ. Do bên kia có con Eber, mình phải công nhận là Eber hiện tại đang rất là khó chịu nha. Khả năng tanh cơ với lại khả năng chống chịu của con Eber này đang rất là mạnh. Nhưng mà khá đen cho bạn ấy là mình đang là một con tướng hack. Một con tướng có tận 3 sát thương chuẩn thì tanh cơ với lại con Elen này không có là gì cả. Đấy, lúc này tên bạn bắt đầu đấy lên này thì mình quyết định mình lao mình chơi luôn. Cũng may là mình lấy được cái giáp hộ mệnh của con Valorant xong mình mới chết nhá. Đấy, thì lúc này tên mình cũng hồi sinh kịp rồi, nên không có gì phải lo nha. Và con bắt lúc này là tên mình win ngược lại và lấy lại lợi thế nha mọi người.
một phần tem mình thua là do con mắt, là do con mắt thiếu người thôi. Đấy, lúc này tên bạn định em Quachia này, mình quay lại mình chơi, nhưng mà pha này mình hơi đen, là mình tự nhiên mình anti hơi sớm. Nếu như mình không anti sớm ấy thì mình có thể là mình lại hồi chiêu tiếp, là mình chơi được con Batman ở Nhung sao. Cũng may là rát tới kịp ấy, đấy, giết được mạng của Batman với lại giết được cả mạng của Eber nha. Tầm này Eber thì mình cũng sợ mọi người ơi. Mình nói rồi, con Eber được con tanker thôi, nhưng mà để mình để solo mình thì là sai lầm. Đó, và nhân thế là tem mình lao lên chơi thôi, giết được mạng của KDC xong giết được thêm cả mạng của Vedette nhá. Đấy, và sau khi giết được mạng của Vedette mọi người thì tem mình đã có quét sạch đúng không? Nhưng mà cứ tưởng là tem mình lúc này là có Rat với lại Audin sẽ lao lên chơi, nhưng hơi đen là tem bạn hồi sinh kịp với lại cũng chỉ có một tên lính thôi nên cũng không thể được. Đó, tem bạn lại tiếp tục lại nhân cơ hội đấy lao lên chơi mọi người ạ. Mình không thể điều đó xảy ra, mình tiếp tục là mình anti sớm lên luôn đấy, mình anti sớm luôn nha mọi người. Anti sớm để cho tem bạn không để đẩy lính nhanh ấy, chứ bây giờ tên lính mà lao lên nhanh là tem mình đi luôn đó. Đấy, và cũng may là mình giết được mạng của Violet nên tên bạn không thể nào mà đẩy được cái trụ này lên và win nha. Đó, may là Rat, may Rat vẫn đép được cái trụ này mọi người ạ. Đấy, Slim tới kịp ăn được mạng của Violet này và mạng của SP luôn. Đó, và tem mình nhân cơ hội đấy đẩy lên và ăn con Chia này. Nhưng rồi Violet không chịu cho mình ăn Chia, thì đương nhiên không cho mình ăn mạng, à không cho mình ăn Chia thì mình xin nhận cái mạng của Violet đúng không mọi người. Đó, và đã thế không hiểu sao Batman bắt lẻ còn không bắt được Slim cơ. Chắc chắn rồi, bây giờ cả Kane với lại cả Violet chết rồi thì tên bạn không còn gì cả. Mặc dù fan này mình hết pin nhưng không sao, vẫn là một trận đấu lật kèo nhìn cho tên mình nhá. Một trận đấu phải nói là khá là căng thẳng đấy. Đấy, và mình chỉ còn đâu đó 3 trận nữa là mình cao thủ nha mọi người. À, đến với trận đấu ở Tiên 1-4 sao thì trận này mình sẽ đối đầu với lại Quy nhá. Nói chung là mình không sợ mấy con tướng này đâu. Mình bảo là trong tất cả các vị tướng mà để solo với lại Ellen ấy, mà mình sợ con tướng nào ấy thì mình chỉ sợ mỗi Yuka, Ryoma, Flo thôi. Còn những con tướng khác thì hầu như mình không sợ, kể cả Vedet hay là Quy đồ nha mọi người. Đấy, mình sợ thì mình sợ mấy con tướng cơ động thôi. Do là con Ellen nó khá là tù ấy. Đó, mà gặp mấy con tướng cơ động như là Ryoma, Yuka đồ thì khá là khó. Còn gặp mấy ông Flo chi hay thì thôi khỏi nói rồi mọi người ơi. Đấy, và đương nhiên với cái chất tướng thì mình không sợ nha. Công nhận một phần là mình mang thêm cái gắt ngư ấy, cái gắt ngư công nhận đã. Nó chém gây thêm sát thương phê. Đó, và những lần solo kill thì đương nhiên là mình win rồi, mình không có gì phải sợ nhá. Mặc dù bị Quy đẩy, Quy combo nhưng mà vẫn solo dư mọi người ơi. Lúc này là mình không cần anti để mình chơi với lại Quy luôn ấy. Mà Quy hình như là Quy không để ý mọi người ạ. Quy không biết là tưởng là mình hết anti rồi, sao anh ta lao vào chơi nha. Đấy, lúc này anh ta tốc biến lên đòi chơi mình mà không biết rằng là mình đang có cái anti. Đó, và chắc chắn rồi, vì một pha sơ suất thì mình xin nhạy em mạng đúng không. Đấy, lại tiếp tục sau khi mà ăn trong cái trụ đấy mình lao lên chơi và một pha có bắt cực kỳ đẹp. Ui, pha này mình có bắt đẹp vãi nồi, mình anti lên mình choáng trúng 4 người, à 3 người, xong rồi Eber đẩy vào nữa, tem mình không chết ai. Ui, đây là cái pha có bắt đẹp nhất mà từ nãy giờ mà mình chơi đấy, có bắt này cực kỳ đẹp luôn. Đó, và thừa thắng xong lên thôi. Mặc dù pha này mình bị ngắt anti bởi Bright nha, nhưng không sao, mình vẫn còn sống. Mình đã bảo là gặp Bright mình sướng lắm, mình không hiểu sao con Ellen này gặp Bright không sợ nha. Dù Bright xanh cỡ nào vẫn lao vào chơi thôi. Nếu mà nói một Bright với lại Ellen chắc mình không biết là Bright cắt được không, nhưng mà mình cảm thấy là no hope rồi đấy. Nhưng mà vẫn công nhận là trận này ông Bright bên kia giữ vị trí với lại chơi hay lắm. Mặc dù mình nói thế ấy. Đó, Bright bên kia truyền thuyết nha mọi người, đánh khá là hay luôn đó. Đấy, và những lần sau đấy cũng hên là pha combat cuối cùng mình bắt được Bright, giết được cả mạng của Yasuo luôn mọi người ấy. Đấy, và bây giờ Yasuo và Bright chết rồi, thế bạn cũng chẳng còn ai để mà đép cả. Hai con tướng mà gây đam, cấu rỉa gây đam to nhất thì chết hết, chỉ còn đúng 3 người. Thì bây giờ mình cứ lao vào mình đánh thôi. Đấy, combat lần này là thế bạn không còn đam nữa, chỉ còn hỗ trợ thôi, không thể nào chơi được. Đó, thừa thắng xong lên thì bây giờ tem mình cứ vào win thôi chứ còn gì đúng không. Đó, mặc dù pha này là mình cố gắng mình chơi này, mình có cái giáp hộ mệnh nha, nên không có gì phải sợ cả. Đó, Bright bây giờ mới anti thì hơi đen. Có cả con Shiza ở đây thì tem bạn không thể nào mà thắng được rồi. Có thêm Eber đó. Đấy, mình công nhận là Eber hiện tại đang hot nha. Hot cực kỳ ấy, vừa trâu vừa khỏe, khả năng chống chịu ấy. Xong rồi CC nữa, cực kỳ cay, cực kỳ khó chịu luôn. Một trận đấu win đánh cho tem mình chứ gì. Và mình đã có chuỗi win 5, win 6 liên tiếp mọi người ạ. Và mình chỉ còn 2 trận nữa mình sẽ lên cao thủ nhá. Rồi, uầy, đến với trận đấu ở Tinh 1 năm sau ấy, trận này mình quên quay mọi người. Uầy, đấy, mọi người thấy không?
chơi nhiều quá xong rồi quên quay luôn. Cũng may là mình vẫn quay kịp ở cái khúc này nhá. Đấy, lúc này là mình vẫn chơi Alan nhá, chứ không phải là mình không chơi con khác đâu. Do là mình mãi chơi quá xong mình quên quay, mình cứ tưởng mình quay rồi. Khá là đen đấy mọi người nhìn này. Đó, mình chơi mà mình gây tận 200.000 dam. Mình không hiểu sao mình chơi con Alan mà gây tận 200.000 dam, mọi người hiểu ấy. Đó, và lúc này là mình đã lên được tên 1 năm sao nhá, và mình chỉ còn vỏn vẹn một trận nữa là mình lên cao thủ rồi mọi người ạ, và mình sẽ kết thúc cái hành trình tại đây. Thì để xem qua liệu rằng trận cuối cùng này mình có lên được rank cao thủ hay không nhá. Rồi, và đến với kẻ thù truyền kiếp của mình, và mình cực kỳ sợ khi mình chơi Alan. Đó chính là Ryoma. Uầy, công nhận đúng là nói nhở, mình bảo là mình sợ nhất là con Ryoma, thì cuối cùng con Ryoma này cũng đã, không hiểu sao tên bạn cũng pick Ryoma thật mọi người ạ. Giống kiểu tên bạn nghe được ấy, cái ông bên kia nghe được mình ấy, mọi người. Đấy, và trận đấu này mình sẽ đối đầu với Ryoma nhá. Và mình nói rồi, con Ryoma này ấy, đầu game là chúng ta cực kỳ yếu. Nói chung là sẽ bị con này cấu rỉa khá là khó chịu ấy. Vậy nên là khi mà để đối đầu với con tướng này, một là chờ ganh, hai là chúng ta phải chờ về lết có lên cấp 4 là được mọi người ạ. Đấy, và cũng may trận đấu này mình gặp ông Ben đi rừng, và pha này ấy, là mình với ông Ben vẫn giết được mạng của Bright và đã giết được mạng của Ryoma nhá. Nhưng mà hơi đen là giết được mạng Bright xong thì mình cũng chết luôn. Nhưng sao, pha này combat giữa hai người mình vẫn lời, tem mình vẫn lời nhá, mình với ông Ben vẫn lời nhá. Rồi, và nhờ pha của Omen hỗ trợ cho mình ấy, thì lúc này mình vẫn solo kill kịp với lại Ryoma nha. Nhưng mà hơi đen là pha này anh ta có băng xương nên vẫn sống được nhá. Đấy, và mọi người thấy không, nhất lần sau đấy ấy, nó thẳng ra là đánh nhau cũng không được, do là hai con tướng đều cơ động ấy, mình thì phá trụ thôi. Nhưng hơi đen là tên bạn tới kịp và giết được mạng của mình nhá. Đó, và một lúc sau ông Van Heo này khá là hổ báo nhá, cứ nghĩ là cái pha vừa nãy là giết được mình ấy, nhưng mà pha vừa nãy giết được mình là do có tem mà, còn bây giờ không có tem thì làm sao ăn được. Đấy, một pha ảo tưởng như cho Van Heo thì đương nhiên mình cho bạn ấy về tế đàn luôn. Đấy, lúc này thì mình lao vào mình chơi rồi, tầm này mình khỏe rồi, mình sợ thì mình sợ con Ryoma đầu game thôi. Đó, mất chiêu 2 rồi nhá, chiêu 2 của con Ryoma cực kỳ quan trọng. Và nếu mà đã xài chiêu 2 rồi thì thôi, đi chắc mọi người ạ. Đó, và pha solo kill này mình thắng nha. Rồi, tầm này thì mình cứ di chuyển mình chơi thôi. Cũng hay là trận này mình gặp tem mình đánh khá là hay ấy. Trận này mình gặp tem ai cũng hay cả, tem bạn cũng thế. Do bây giờ là trận cuối lên cao thủ rồi mà, mình cũng gặp mấy ông rank cao thủ nữa cơ. Lúc này là tem mặt đẩy cực kỳ cao nhở, Uma với lại Van Heo cũng cực kỳ khôn cơ. Hình như là biết là có mắt không lại, thế nên là hai ông đẩy ấy, và đẩy được tới tận trụ siêu cấp của tem mình nhá. Nhưng không sao, tem mình thì vẫn quay trở lại đường cũ đấy, vẫn ổn áp, quay trở lại đường cũ để ép lại cái trụ để không cho tem bạn đẩy trụ lén nữa nhá. Bởi vì công nhận là Van Heo đẩy trụ lén cực kỳ khỏe đấy. Rồi, ngất ngư công nhận, ngon vãi. Xong rồi mình còn lên cái áo choàng thần ra. Đúng rồi, áo choàng thần ra mọi người ạ. Mình lên áo choàng thần ra này phải nói là cực kỳ khỏe luôn. Vậy nên là mình không biết mọi người lên vui đùa như nào, nhưng mà mình cảm thấy là cái áo choàng thần ra này rất là lợi ấy. Vừa trâu vừa khỏe đấy mọi người thấy không. Mặc dù pha này mình chết nhờ, nhưng mà mình đã câu kéo được dành cho tem mình để tem mình ăn được mạng của Bright và Oma nhá. Đó, mình câu kéo hết đam chính rồi. Và nhờ pha đấy thì đương nhiên tem mình đã lao lên và phá trụ. Nhưng mà hơi đen là tem bạn hồi sinh nhanh quá, xong rồi tem mình cũng không thể nào phá trụ được. Mình thì lao lên nhưng mà mình cũng giết được mạng của Van Heo, xong rồi mình chết luôn. Mà pha này mình giết được Van Heo là cũng nhờ Alice ấy, chứ không có đàm Alice chắc cũng khi mình chết đâu rồi. Và rồi đến một lúc sau là đến với pha combat này, là thấy tem bạn đang con Xia đúng không, thì tem mình chắc chắn là phải phá cho tem bạn Xia rồi. Mình ulti này, mình lao vào Bright này, Bright khá là trâu nhưng mà giết được mạng của Bright xong thì cũng lui về. Nhưng mà combat này ấy, là Karichi khá là khỏe đấy, Hayate thì báo mình đó. Đấy, mình lao lên xong mình cũng chết bởi Hayate vào lộ sai luôn. Nhưng mà hên pha này ấy là một pha MVP dành cho Thả Thần mọi người ạ. Jill vừa tới, Thả Thần hất tung chúng Van Heo với lại Karichi luôn. Và nhờ pha đấy, Jill ăn được hai mạng và ăn được cả con Thả Thần đấy luôn mọi người ạ. Ôi, vì phải công nhận đúng kiểu Thả Thần MVP luôn. Và không thể không để cho mọi người thất vọng, thì Thả Thần này cũng giúp mình thắng cái trận đấu này luôn. Ôi, công nhận con Thả Thần này đúng MVP luôn đấy. Nhớ cái pha Thả Thần hất tung ấy là Jill ăn được hai mạng đẩy trụ, và trận đấu này mình đã win nha. Ôi, công nhận pha Thả Thần đúng chí luôn đấy, không hiểu kiểu gì. Đấy, và sau hơn gần một tuần, cuối cùng thì mình cũng đã xong hành trình lên cao thủ cùng với con Alan Kirito này nha. Và mình đang chơi nick của mẹ gạo nha mọi người. Ôi, đấy, vậy là mình cũng đã hoàn thành xong quá trình lên cao thủ của mình rồi mọi người. Mình nhớ đâu đó hình như là mình chơi mất gần một tuần, nhưng mà một ngày là mình chơi tầm chắc 4-5 trận thôi, có khi là 4 trận thôi, mình chơi ít lắm.
kể từ khi mà bắt đầu mình lên tiếng một ấy, lên từ ranking anh hai ấy, thì mình bắt đầu mình mới chơi nhiều. Một ngày mình chơi tầm 6-7 trận mọi người ạ. Đấy, thì mình đã mất đâu đó tầm gần nửa tuần để lên được cái hành trình từ kim cương lên cao thủ này. Mọi người đừng thắc mắc là tại sao không chơi đánh đồng nùng nhá, bởi vì là con tướng Kirito này, con skin Kirito này mình đã nói rồi, nó cực kỳ hiếm và nó thẳng ra là không mở bán luôn đấy. Vậy nên là kiếm kẹp nào mà đánh đồng mà có con Kirito này khó lắm, chứ nếu mà có thì mình cũng làm cho mọi người xem rồi đấy. Vậy nên là mình mới lấy nick của mẹ gạo ấy, cũng nhân cơ hội thì mình chơi từ đầu từ kim cương lên cao thủ luôn. Chứ thật ra là mình cũng thích con Ellen này lắm. Rồi, và cuối cùng thì cảm ơn mọi người đã theo dõi cái hành trình này của mình, và đương nhiên nếu như mọi người yêu thích cái hành trình này thì hãy để lại cho mình một cái like và một cái đăng ký nha mọi người, để mình có thêm động lực làm về những cái series tiếp theo. Thì hồi giờ mình quên mất, mình làm clip mà mình toàn quên xin mọi người một cái like. Thế nên là đây là lần tiếp theo mình xin mọi người một cái like để mình có thêm động lực làm về những cái series xin chào cho mọi người cùng xem nha. Rồi còn thì biết chưa? Hẹn mọi người ở những cái series hành trình cao thủ tiếp theo nhá. Rồi, và theo event của ngày hôm qua ấy, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thông báo kết quả cho mọi người xem nha. Thì bây giờ mình sẽ quay cái số ngẫu nhiên này, thì nó bảo rồi mình sẽ random số ngẫu nhiên mà là từ 1 cho tới 9. Thế nên là bây giờ mình sẽ quay cái số ngẫu nhiên luôn, thì để xem coi liệu rằng ba bạn chúng may mắn sẽ là ba bạn nào nhá. Và mình sẽ tính theo từng giải cho mọi người. Giải thứ nhất ấy, ví dụ là mình quay số thứ nhất thì mình sẽ tặng cho bạn giải thứ nhất là đầu tiên là sẽ được tặng cho cái nick Triệu Vân này, và quay số lần thứ hai là mình sẽ tặng cho Arctheonat, và tới cái con số thứ ba là giải thứ ba ấy, là mình sẽ tặng cho một bạn ngẫu nhiên về tặng cho bạn ấy cái nick mình tặng cho bạn ấy 400 con huy nha mọi người. Thì để không nói nhiều, bây giờ mình sẽ quay luôn kết quả event này nhá. Rồi, vậy là con số đầu tiên mà chúng ta trúng sẽ là 928. Vậy là bạn nào mà trúng số này thì sẽ được là nick Triệu Vân nha. Đấy, thì mọi người nhớ lưu đây nhá, mình sẽ lưu trước là cái con số 928 này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giải thứ hai, đó chính là Arctheonat 3S cùng với nhiều con tướng và nhiều skin khác nữa. Đấy. Rồi, và con số thứ hai đó chính là 150. Đây là cái con số mà dành cho bạn nào trúng được, đó chính là trang phục Triệu Vân. À đâu, trang phục Theonat 3S nha. Thì để xem coi là thôi tí nữa mà là mình sẽ nói về thể lệ để nhận giải thế nào sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số thứ ba nhá. Rồi, và chúng ta sẽ cùng đến với giải cuối cùng. Hình như đây là cũng là cái giải to nhất mọi người yêu thích hơn, đó chính là nhận được 400 quân huy nha. Đấy, còn thì bây giờ vô luôn. Xem nào, số nhiêu đây? Vậy là số cuối cùng là 468. Vậy là chúng ta đã có được 3 con số random ngẫu nhiên để chọn được 3 giải, đó chính là 928, 150 và 468 mọi người ạ. Đấy, thì 928 là chúng ta sẽ nhận được nick Triệu Vân kỵ sĩ tận thế One Gem. Còn giải thứ hai 150 thì chúng ta nhận được trang phục Theonat skin 3S. Còn giải thứ ba đó chính là 468, nhận được 400 con huy nha. Rồi, thì để làm sao mà để nhận được cái event ấy thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người. Đơn giản là mọi người chỉ cần chụp lại cái comment con số đấy mà mọi người đã comment ở đây video ấy. Đấy, chỉ cần chụp lại cho mình xem, đó chính là cái khoảng thời gian của nó nữa. Đó, thì mình sẽ để một cái ảnh hướng dẫn ở đây cho mọi người xem nha. Đấy, mọi người chỉ cần chụp lại cái comment của mọi người. Sau đó mọi người chỉ cần nhấn vào bên Facebook cá nhân của mình và gửi cho mình cái ảnh mà các bạn đã comment. Nếu mà đúng thì bắt đầu là mình sẽ gửi cái nick đấy và gửi cái giải thưởng đấy cho mọi người nhé. Nếu như mà có nhiều bạn comment trùng ấy thì mình sẽ lựa ra một bạn mà gọi là comment lâu nhất, gọi là comment đầu tiên cái con số đấy, thì mình sẽ lấy cái comment của bạn đấy và mình cho bạn ấy nhận giải nha. Đấy, thì event rất là đơn giản như thôi. Thì mọi người cố gắng dò ra xem coi con số nào có đúng nhá. Thì mình sẽ dò kỹ ấy, chứ không có gian lận gì đâu. Thì mình đã sẽ đóng cái event này kể từ bắt đầu video này rồi, chứ không còn event lần sau đâu. À, event đó đâu. Đâu còn thì bây giờ đừng quên để lại cho mình một cái like để mình có làm và một cái đăng ký để mình có thêm nhiều động lực và